Chào các bạn, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 là một sự kiện nổi bật đã thu hút nhiều du khách đến đây trong những ngày vừa qua. Hôm nay tôi và các bạn cùng đến với nhà máy xe lửa Gia Lâm, đến với thủy phủ và cũng là đến với phân xưởng B5 với chủ đề tự vấn và hồi sinh của họa sĩ Trịnh Minh Tiến. Và đây là phân xưởng B5 với một không gian nhà xưởng cũ kỹ như đã bị lãng quên trong nhiều năm. Bằng sự tài hoa sáng tạo, sắp đặt khéo léo của mình, họa sĩ Trần Minh Tiến đã dẫn dụ người xem đến một thủy phủ được kết hợp hài hòa giữa nước, nửa, lửa và khí, tạo nên một không gian huyền ảo bằng những không gian cụ thể, vật thể cụ thể, dẫn dụ người xem như được hồi sinh, đánh thức những di sản của nhà máy xe lửa Gia Lâm. Bằng mô hình chiếc xe Ford, biểu tượng cho sự hồi sinh thức tỉnh, họa sĩ đã gửi gắm hình ảnh đẹp của Hà Nội bằng nét vẽ tinh hoa mờ ảo. Nhưng khi quan sát, các du khách đều thấy được các chi tiết và những hình ảnh rất đẹp về Hà Nội, về nhà máy xe lửa Gia Lâm qua các thời kỳ. Các góc cạnh chi tiết cấu tạo của chiếc xe được mô tả cụ thể, thể hiện cho hồi sinh, tái tạo, tạm như không phế. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phòng tranh được lắp ghép bằng những tấm cabo ô tô cũ kỹ đã được họa sĩ tái tạo để tạo lên một những bức tranh hoàn hảo nhất về Hà Nội, về nhà máy xe lửa Gia Lâm bằng những nét vẽ tài hoa cũng như sự sáng tạo sắp đặt thành một không gian phòng tranh, đưa du khách đến với một thế giới huyền ảo hơn của thủy phủ B5, gợi mở cho chúng ta, đánh thức chúng ta có trách nhiệm để hồi sinh lại những di sản cũ kỹ của nhà máy xe lửa Gia Lâm. Bằng những hình ảnh này, họa sĩ Trần Minh Tiến muốn gửi gắm đến tất cả chúng ta hãy hồi sinh và tự vấn mình để cùng nhau góp phần hồi sinh lại nhà máy xe lửa Gia Lâm, hồi sinh lại những ký ức đẹp để đưa một Hà Nội đẹp hơn, hoàn mỹ hơn. Thay cho lời kết tự vấn và hồi sinh, thủy phủ lấy nước là nguồn cơn, là cái cớ để họa sĩ vùng vẫy trong thế giới đó, dẫn chúng ta đến một sự thăng hoa, đánh thức bản ngã, hồi sinh di sản bị lãng quên. Phần kết video cũng là lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại các